Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Một hôm Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ người nói với các môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Rồi Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại, ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của 12 tông đồ. Đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến Andrê, anh của ông, sau đó là Giacôbê, con ông Giê-bê-đê, và Gioan, em của ông, ông Philip-phê và Bartolomeo, Tôma và Matthew, người thu thuế, Giacôbê, con ông An-phê và Ta-đê-ô, ông Simon thuộc nhóm nhiệt thành, và Giuđa Iscariot là chính kẻ nộp người. Đức Giêsu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng: anh em đừng đi tới các vùng dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Samari, tốt hơn là hãy đến với con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng: nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch, khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe thường giáo hội dùng để đọc trong những cái lễ kính các vị thánh tông đồ, vì nhắc đến tên của các vị tông đồ đó. Và ở đây chúng ta thấy Thánh Matthêu thuật lại rất là chi tiết 12 vị, 12 con người, 12 nhân vật, tính cách cũng có người nhiệt thành, nghề nghiệp cũng có người thu thuế, khuynh hướng xã hội cũng có, mỗi người một vẻ. Nhưng thưa ông bà anh chị em, có phải chăng Thánh Matthêu thuật lại cho chúng ta việc Chúa Giêsu thiết lập 12 tông đồ chỉ để tạo một tổ chức không? Chúa Giêsu cần một cái tổ chức nào đó để đi theo Ngài, để bảo vệ Ngài, để tung hô Ngài, hay cần một cái nhóm người để mà hoạt động chính trị xã hội? Chúa Giêsu không lập nhóm tông đồ để làm cái việc đó. Bởi vì nếu để lập một cái tổ chức như vậy, Chúa Giêsu không chọn những con người này đâu. Những con người mà nghe tin thầy bị bắt một cái chạy trốn hết. Vậy Chúa Giêsu lập nhóm 12 để làm gì? Thưa ông bà anh chị em, để sai đi. Cái cốt yếu của một người tông đồ, một người môn đệ của Đức Kitô là để sai đi. Đó là cái điều duy nhất mà Chúa Giêsu muốn trên những người môn đệ của Ngài. Đúng, các ngài giáo hội chúng ta có phẩm trật, có các vị tông đồ và có những vị kế vị các tông đồ ngày hôm nay, đó là các giám mục. Nhưng thưa ông bà anh chị em, dù là giám mục, dù là giáo hoàng, dù là bất cứ một ai trong giáo hội của chúng ta, chúng ta đều là môn đệ của Đức Kitô. Và chúng ta là môn đệ của Đức Kitô thì cũng đồng nghĩa chúng ta là người được sai đi. Đôi khi trong đời sống của giáo hội chúng ta,
Chúng ta sống một cái lối sống gọi là chuyên biệt hóa. Cái việc sai đi đó là việc của các cha, các sơ, không phải việc của tôi. Nhiệm vụ của các ngài là như thế. Và như thế nó gây ra cho chúng ta một cái huệ lụy rất là lớn lao. Người giáo dân chỉ còn đóng vai trò là những người đi lễ ngày Chủ nhật, ngồi nghe ông cha giảng và sau đó bỏ tiền nhà thờ, chấm hết. Còn ông cha, còn các sơ thì phải đi truyền giáo, phải đi làm cái này cái nọ. Và nếu chúng ta chuyên biệt hóa một nhóm người như vậy và giao cho họ một cái quyền lợi như vậy, nó dễ dẫn đến lạm dụng quyền lực. Chúa Giê-xu đang muốn chuyên biệt hóa. Chúa Giê-xu muốn chúng ta, tất cả mọi người chúng ta, dù là ai đi chăng nữa, dù là một thiếu nhi, dù là một người đã bệnh tật ở trong gia đình đi chăng nữa, dù các sơ là những con người chiêm niệm ở trong dòng kính, hay các cha hoạt động truyền giáo, hay các sơ đi rao giảng, đi chăm sóc bệnh nhân phong, hay ông bà anh chị em ngồi đây chăng nữa, tất cả chúng ta đều là người được sai đi. Đó là cuộc sống của người Kitô hữu chúng ta. Và các chúng ta biết được chúng ta sai đi, nó không đến từ việc sở thích của chúng ta, không đến từ vấn đề của chúng ta, mà đến từ một điều lớn lao hơn, một điều vĩ đại hơn, đó chính là lòng thương xót của Thiên Chúa. Ông bà anh chị em đọc cái đoạn đầu tin mừng, đôi khi chúng ta bỏ qua cái đoạn đầu. Chúa Giê-xu thấy đám đông và người chạnh lòng thương. Cái từ chạnh lòng thương này, nếu dịch theo tiếng Hy Lạp, có nghĩa là ruột rang sôi lên, ruột rang đau khổ vì một vấn đề gì đó. Giống như hình ảnh của một người cha, người mẹ đứng ở trước cái phòng mộ của đứa con của mình, nhìn cái đèn mộ nó bật cháy như vậy và ruột rang sôi lên, không biết đứa con của mình như thế nào. Cái từ chạnh lòng thương nó mạnh như vậy. Chúa nhìn thấy đám đông và Chúa đau khổ, Chúa chạnh lòng trước một đám đông vất vưởng không người chăn dắt. Đó là cái nhìn khác biệt của Chúa Giê-xu với chúng ta. Chúng ta nhìn thấy đám đông, chúng ta nhìn cái khác. Đám đông có thể là đám đông để chúng ta trục lợi. Tôi sẽ buôn bán cái gì đó cho đám đông này. Đám đông có thể là đám đông để chúng ta lôi cuốn. Tôi chinh phục đám đông này, để rồi đám đông này sẽ là người phục vụ thôi. Đám đông có thể là đám đông chúng ta lợi dụng. Tôi hô hào cho đám đông này, kích động cho đám đông này. Hoặc đám đông này sẽ là đám đông để tôi thể hiện chính tôi. Và cái đó là cơn cám dỗ. Chính con cũng vậy thưa ông bà anh chị em. Mỗi khi giảng lễ, nhìn xuống ông bà anh chị em, cái cơn cám dỗ nó đến liền à. Đây là đám đông để tôi thể hiện tôi. Chính vì thế mà ông bà anh chị em thấy, trước khi linh mục công bố tin mừng, ngài cúi đầu trước bàn thờ và xin Chúa, xin ban Thánh Thần cho con, để con nói với dân của Chúa lời của Chúa, không phải lời của con. Ông bà hoa chị em, chúng ta thấy điều đó thôi. Các ca đoàn cũng vậy thôi. Đám đông này là đám đông để nghe tôi hát, chứ không phải nghe tiếng của Chúa nói qua tiếng hát của tôi. Hoặc chúng ta làm bác ái cũng vậy thôi. Đám đông này là cái đám đông mà tôi thể hiện cái giàu có của tôi, chứ không phải đám đông mà tôi chạnh lòng thương. Chúa Giê-xu nhìn thấy đám đông và chạnh lòng thương xót. Và vì ngài chạnh lòng thương xót nên nó mới xuất hiện nhóm 12 này. Nó mới xuất hiện những con người được sai đi. Và xuất hiện chính chúng ta
những người được sai đi đấy. Kính thưa ông bà, anh chị em thân mến, khi Chúa sai chúng ta đi, có nghĩa là Chúa mời gọi chúng ta hãy mở cửa ra, đừng khép kín cửa lại. Đôi khi chúng ta thấy những cái đám đông, chúng ta chỉ thấy những cái hiện tượng, những con người bệnh, những con người quậy phá, những con người bất toàn, những con người vô tri, những con người cãi lộn nhau. Thế là chúng ta khép cái cửa nhà chúng ta lại để chúng ta an toàn. Như vậy chúng ta mới chỉ nhìn ở cái hiện tượng bề ngoài thôi. Còn Chúa mời gọi chúng ta nhìn vào bên trong. Họ có thể trở thành một cái đám đông đánh nhau bởi vì họ vất vưởng không người chăn dắt. Họ vô tri bởi vì họ thiếu người hướng dẫn. Họ lộn xộn bởi vì họ thiếu người đồng hành với họ. Hãy đi ra và đến với những đám đông như thế. Chúng ta có dám làm điều đó không? Ngày nay cái chủ nghĩa hưởng thụ nó ảnh hưởng đến chúng ta nhiều lắm. Tôi chỉ lo vật chất tôi chỉ lo gia đình tôi chỉ lo đám, cái nhóm đoàn thể của tôi, như vậy là được rồi. Còn đám đông khác tôi không quan tâm, đã có người khác lo rồi. Và vì thế chúng ta mới thấy Chúa Giêsu cầu nguyện, xin chúng ta cầu nguyện: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Không phải là thiếu thợ gặt, nhưng mà thiếu những con người dám mở lòng, mở nhà của mình đi ra. Thiếu những con người đó. Chúa không cần chúng ta phải có kỹ năng để chúng ta đi ra. Chúa không cần chúng ta phải có một cái chuyên môn để chúng ta đi ra. Các tông đồ đâu có chuyên môn gì đâu. Chúa chỉ cần chúng ta mở cửa ra và đi đến với anh chị em chúng ta. Một cái hình ảnh mà chúng ta thấy giáo hội mời gọi chúng ta: một gia đình có một người đau khổ, bệnh tật, sắp mất. Thông thường thì chúng ta chỉ mời linh mục tới sức dầu thì xong, coi như là lo xong. Không. Cộng đoàn ở nơi cái gia đình đó phải đến an ủi, nâng đỡ, giúp cho người đó hồi tâm lại cuộc đời của mình, và cùng với linh mục đến nơi đó để giải tội, để sức dầu, để ban bí tích thánh thể cho người đó. Đó là hình ảnh của một giáo hội đi ra. Giáo hội được sai đi và Chúa muốn chúng ta làm điều đó. Chúng ta dâng thánh lễ này, chúng ta cầu nguyện cho tất cả mọi người trong giáo hội. Hãy ý thức mình là môn đệ và là người được sai đi. Các linh mục được sai đi trong cái ơn gọi linh mục của mình. Ông bà anh chị em được sai đi trong cái ơn gọi hôn nhân của ông bà anh chị em. Gia đình chúng ta được sai đi khi chúng ta ở một khu phố nào đó. Chúng ta được sai đi khi chúng ta ở trong một công ty, một phân xưởng nào đó. Và hãy nhìn họ với cái nhìn của Đức Kitô, cái nhìn của Đấng giàu lòng thương xót. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.